Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã tới kênh VPN 2020. Ngày hôm nay mình với vợ mình sẽ ra cắt đọt bầu. Tại giờ mình có nhiều trái bầu quá, giờ mình sẽ cắt bớt đọt cho nó nuôi mấy cái trái này lên. Cắt đọt bầu cho mình xào, mình xào với tỏi. Các bạn thấy không, giờ mấy trái bầu hồ lô nó nhiều quá rồi. Mình không cần thêm đọt nữa nên giờ mình cắt đọt. Xin mời các bạn đón xem cách dạ mình cắt. Chút nữa vô mình sẽ quay cách mình lọc cái da ra, mình sẽ xào với tỏi. Đơn giản nhưng mà có nhiều người không biết, mình sẽ quay cho các bạn coi. Đó. Nhiều lá quá, giờ mình phải cắt bớt lá nữa. Mấy cái đọt đâu đưa rồi. Đó, giống như đây giờ. Đó, cắt đọt mình cắt khoảng chừng vô đây. Cái này mình phải bắt cái thang lên. Thang lên. Các bạn thấy mấy cái bầu giờ nó cũng, cái này cũng lớn lắm. Chắc này mình để dành để lại lấy hộp. Đó, giống như cái chỗ này vợ mình cũng cắt cái đọt rồi. Bên đây mình có cái bí mà sao chưa cái mướp mà sao chưa thấy nó ra. Có trái. Có trái rồi hả? Đó, mấy cái đọt thường thường nó nằm tuốt ở lên trên này mà. Các bạn thấy không? Thả xuống. Cho em quả măng ke em đắng. Đó, cái này các bạn thấy không? Đó, mấy bầu hồ lô của mình đây à. Nhiều quá nên mình không có thủ phấn cho nó nữa. Giờ mình chăm cho cái cây bầu dài kia mà mình cái kia nó sợ nó lấy, nó ăn đất hết, nó chiếm hết cái vàng nên mình cắt đọt mình ăn rồi mình giữ cái bầu kia. Giữ cái bầu dài chứ mà bầu hồ lô. Nhiều lá quá mình cắt bớt lá cho nó thoáng tí. Bên đây mình có trồng dưa leo bên đây. Cái vàng này mình chung một mình trồng hai ba thứ cây vô luôn. Các bạn thấy không? Đó mình một luống đất trong này cái mình trồng nhiều cây vô. Ồ, trái bên này cái leo nó bự quá trời luôn các bạn. Cái này chắc mình để lại mình làm giống quá. Lấy hạt quá, bự quá giờ ăn hết ngon rồi. Cái gì vậy? Trời ơi, kiếm nãy giờ được con cái vậy đó hả? Ồ, kiếm nãy giờ mới ra đựng có đập bầu rồi. Mình trồng cây cái mình cân cây lắm các bạn ơi, cắt mình cũng kỹ lắm. Đó, cái đập bầu cả như đây, giờ vô cái mình phải lột cái vỏ ra cho nó đựng dai. Xào với tỏi không? Rút cái lá đó xuống luôn nè. Cắt rồi rút rồi luôn. Cái lá để anh thấy rồi. Nó em cắt rồi mà em chưa rút nó ra. À đây đọt đây à. Không mà cái này có bầu cây nào em biết không? Cây kia nó lên vàng rồi, cắt đọt cũng được rồi, nó khoe.
đọt đó rồi, tới ngoài này. Ủa ngoài này em cắt rồi hả? À có cái đọt dài này không? Đọt có đọt chính hay gì vậy? Quất luôn đi. Giờ mình còn tí không dám cắt đọt chính. Bạn thấy cái trái đó không? Trái đó nó bị vàng rồi. Không, mình không có thủ phấn cho nó là nó vàng vậy đó, các bạn thấy không? Còn cái trái kế bên thì nó đậu được, nó bự hơn. Với lại bông bầu với bầu bí gì đó, mà như nó nở vào bầu như nó nở vào buổi chiều, còn bí thì nó nở vào buổi sáng. Cái bông bí nó màu vàng mướp chứ các bạn, lộn. Bông mướp nó màu vàng. Còn bông bầu thì nó màu trắng nha, chiều nó mới nở. Bởi vì mình biết bông nào bông cái, bông nào bông được. Bông cái thì nó có cái đế, có đế giống cái trái nhỏ nhỏ ở dưới. Còn bông được nó không có. Giống này này không, nó không có đế à. Nếu các bạn thích video này, các bạn nhớ cho mình một nút like nha. Với lại các bạn có comment gì thì cho nhớ nhấn comment cho các mình biết để mình về câu video này của mình hay dở gì để mình rút ra kinh nghiệm để quay những video lần tới tốt hơn. Cảm ơn các bạn. Con này dưới chuột qua. Đó, trái nhỏ nha. Cái này lại dưới chuột nhỏ hơn cái nãy bên kia mình chỉ là cái bự hơn, cái này cái nhỏ hơn. Như đây chắc được các bạn ơi. Ăn cái gì thôi. Nãy mình được như đây. Giờ được như đây. Mình tưởng nhiều lắm rồi cắt ra được như đây à. Bởi vì lọc bầu ở chợ không có ai bán á, tại nó hiếm quá. Nó còn nhiều lắm mà mình kiếm không ra. Có đưa chui cái đầu lên thôi. Nè, xong rồi. Xong rồi mình lọc. Lọc. Mình lọc cái râu ra. Mình cũng không biết nữa. Hồi đó đi làm, chị kia chị ăn á, chị nói chị lọc ra xào nó ngon á. Thấy biết luôn. Mình cũng chưa bao giờ ăn cái này các bạn ơi. Đây chắc có lẽ lần đầu tiên. Mà ít quá không biết có được ăn không nữa. Không. Không được ăn rồi. Chắc không được ăn rồi. Con ấy nó nóng quá, nó nhảy xuống hồ bờ nó tắm. Nó tên gì vậy? Không biết con chó nó tên gì. Bên kia bên nhà mình, bên đây mình có nhà hàng xóm, bên đây có cái hồ bơi mà chủ tắm ít hơn chó tắm. Chó nó nhảy xuống nó tắm luôn các bạn, sướng như chó ở Mỹ. Mà cái hồ bơi ổng chó xuống tắm rồi ổng cũng xuống tắm luôn, tắm chung luôn, con không sợ gì á. Mình tính quay qua mà kỳ quá không dám quay. Mà công nhận ổng giữ cái hồ nước của ổng, cái hồ bơi của ổng sạch tới là sạch luôn. Tối ngày ông đi ra ông thăm cái hồ nước của ông, hồ bơi của ông có cái filter. Mấy bạn mà coi cái mấy cái video lần trước, mấy bạn có thấy cái hồ cái bên, không phải hồ của mình mà hồ của nhà cái bên á. Đó các bạn, lộn cực không, mà ăn thì ngon lắm, bữa mình nói ngon lắm.
vô đây xào được con chút xíu cái gì. Hết đỏ thì à. Không, khó ăn, nó cao quá. Nó không có chui cái đầu nữa được. Chắc sang năm phải trồng có 4 cây nó đủ đọt à. Ừ, làm cái vàng này bự lên. Ủa, quanh cái chỗ mà trồng đất này mình cầm cao lên tí. Bầu nó ăn đó, ăn rễ ngựa nên mình phải trồng thấp xuống rồi nó, từ từ mình để đất lên. Hai bên nó lò vô. Hai bên luôn hả? Được. Hay là được. Bên đây, ngoài đây thì thấy nó chặt quá ha. Ờ, thấy nó chặt. Không có xoáy. Để mình leo lên cái coi còn cái đọt nào. Kéo đâu anh? Đâu đâu? Wow, trái bầu của mình đây. Đây ngẹt như này mình không thấy đọt đâu thiệt luôn á các bạn. Dạ mình nói ở dưới đây có mấy giấy đậu que à. Mình mua thêm mình trồng. Đây. Mình tính trồng cho con mình ăn thôi. Các bạn thấy không? Đồ trồng nhà, trời ơi mấy cái rau thơm này nó thơm. Không lủi. Hôm nay trời quá nóng. Con gì nó đạo đây nữa à. Con tỏ hả? Con này. Đậu bắp đây à. À. Nó chưa có bộ này các bạn thấy nó mới. Ok do mình quay cách mình lột nha các bạn. Xào. Xào hay lột? Xào. Con này nó rí. Ờ. Ăn trái cho ăn cái coi. Ờ. Ôi cái cần nó giòn. Cần nó thái xuống nó giòn các bạn. Trong này còn trái mà gõ ướt luôn rồi. Ừ, trái gõ luôn. Giò ngon. Ok, giờ mình rửa. Phải cả cắt ít bự luôn ha, hay cắt nhỏ một tí nữa. Cắt hả? Ờ, cắt cái này để xào được. Cái này nhỏ cái này là cái gì không? Oyster. Chưa vậy kìa. Ok. Cơm kim. Sashimi. Chưa từ từ. Soy nước tươi, soy bean sauce. Nó đại là nước tương. Các bạn hiểu đi ngon. Hiểu nào? Ừ. Các bạn nó rẻ lắm mà ngon. Chợ Mỹ kiểu này ngon lắm mà chợ Mỹ bán đó bạn. Đó, fly bean, hot soy bean. Ngon. Hay là mấy.
có hai món ăn chay rồi mà ngon đó bạn. Tại Việt Nam cũng có nè, có hiệu kiểu giống nhìn giống vậy nhưng không phải vậy nha. Cái này của trà Việt Nam nè, ăn cái mùi kỳ. Hai chay nhìn giống nha. Các bạn để ra hai chai giống nha, nó làm cái kiểu cũng giống nhau đó mà bây giờ mà khác đi nha. Chai này ngon nha các bạn nhớ nha. Còn chai này chuyện Việt Nam bán Golden Mountain thì nhiều lắm mà không có ngon. Cái gì vậy con? Khoan à. Trong cho mẹ cho má kịch basket nó bán gạo. Gạo rẻ lắm các bạn. Không biết mấy cái tiểu bang kia có market basket không? Chứ tiểu bang mình có market basket nó bán rẻ lắm các bạn. Dạ nó có 20 đồng thôi mà ăn ngon lắm. Ôi ơi, không có đụng thùng rác con ơi. Ôi con mình nè, đó, đừng đụng thùng rác. Chưa, không có đụng thùng rác. Mùi dẻ mà cứ giật hoài à. Ôi, không có đụng thùng rác. Dơ lắm con ơi. Cái này mình luộc sơ qua trước các bạn. Trụng nước sôi quá chừng quá. Nó trụng vô là rớt ra liền thôi các bạn. Cho nó chín. Wow, nó giòn các bạn. Ngon. Cảm ơn các bạn đã coi video clip này. Các bạn nhớ subscribe cho channel VPN 2020. Hẹn các bạn video lần tới. Bye bye.